điển hình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là các đồng chí lãnh đạo đại biểu đã có chút thời gian để về tham quan trường, đó là một cái niềm vinh hạnh và niềm tự hào của trường, không riêng gì của trường tiểu học Lê Đức Thọ mà đó là một niềm vui lớn của phòng giáo dục đào tạo quận Gò Vấp cũng như là sở giáo dục đào tạo thành phố. Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của đại biểu, sau đây tôi xin phép được giới thiệu các đồng chí lãnh đạo của đại biểu cùng tham dự trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin được trân trọng về phía giới thiệu về phía sở giáo dục tỉnh Hải Dương, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của tiến sĩ cô Phí Thị Thuyền Vân, giáo dục tiểu học năm học 2019-2020.
đó của nhiệm vụ là xây dựng trường tiểu học tiêu biểu điển hình. Thì Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức và tham quan học tập về mô hình trường học tiêu biểu tiên tiến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chọn điểm đến là Thành phố Hồ Chí Minh bởi lẽ Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu tàu về kinh tế, là một nơi và một trong những nơi mà đứng đầu trong toàn quốc để xây dựng các cái mô hình mới phát triển về kinh tế xã hội và trong đó phải có giáo dục. Và chúng tôi cũng được biết ở Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo đề án 3036 đã xây dựng được 13 trường tiên tiến hội nhập. Thì chúng tôi thiết nghĩ rằng các trường tiên tiến hội nhập này cũng có ít nhất tương đồng với những trường tiêu biểu điển hình. Vì vậy chúng tôi đã chọn điểm đến ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, kính thưa các quý thầy cô, sau đây cũng xin phép các quý thầy cô chúng tôi được chia sẻ đôi nét về thành phố Hải Dương của chúng tôi, tỉnh Hải Dương. Cái tỉnh Hải Dương của chúng tôi nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, cách thành thủ đô Hà Nội 60 km, cũng gần các trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, và cũng là một địa phương giàu truyền thống hiếu học với diện tích là 2.668,2 km², với dân số là 1.884.240 người và chiếm khoảng 1/9 dân số của cả nước. Thế hiện tại thành phố Hải Dương của chúng, tỉnh Hải Dương của chúng tôi thì có 930 cơ sở giáo dục, trong đó có 265 trường tiểu học, và trong số 265 trường tiểu học của chúng tôi thì có 252 trường đạt chuẩn và đạt tỷ lệ 94,3%. Thế là có 100% trường được học 2 buổi trên ngày và 40,6% thì trường có học bán trú. Từ năm 2016 thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã công nhận giáo dục tiểu học của tỉnh Hải Dương đạt chuẩn phổ cập mức độ 3. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chưa có một trường tiểu học nào mà được đạt trường tiêu biểu điển hình. Vì vậy hôm nay trong chuyến công tác này, chúng tôi rất mong muốn được đến Thành phố Hồ Chí Minh và đến các nhà trường để được chia sẻ, được các nhà trường chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để xây dựng các cái trường học tiêu biểu điển hình để đem về địa phương chúng tôi có thể áp dụng một cách hiệu quả nhất. Nhưng cũng xin được đồng hành với các đồng chí là sáng nay chúng tôi cũng đã được tham quan học tập tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, và chúng tôi cũng rất là cảm động trước cái sự chia sẻ rất là cởi mở, chân tình, những cái kinh nghiệm quý báu của trường Nguyễn Thái Học, và chúng tôi cảm thấy là rất là may mắn khi chúng tôi chọn điểm đến là Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các quý thầy cô, thì sau đây thì chúng tôi rất muốn được lắng nghe những ý kiến chia sẻ, những kinh nghiệm quý báu của các quý thầy cô về xây dựng các trường học tiêu biểu điển hình. Và tôi cũng sẽ thiết nghĩ rằng chắc chắn chúng tôi sẽ có những trải nghiệm thú vị và có những cái kinh nghiệm bổ ích để đem về địa phương mình áp dụng. Và một lần nữa xin được trân trọng chúc sức khỏe tất cả các quý thầy cô, xin được hết. Và sau đây thì thay mặt đoàn chúng tôi có một chút quà quê hương rất là mộc mạc, thì vì đã đi đường xa xa xôi nên chúng tôi cũng không thể bỏ được để lợi thì rất là mong các thầy cô thông cảm. Xin đây thì xin mời đồng chí đại diện thi đua nhà trường, chúng tôi sẽ một chút quà nhỏ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu,
cái sự nỗ lực của tập thể đoàn sư phạm, của thầy trò cũng như là quý vị phụ huynh của nhà trường, thì đến thời điểm này thì nhà trường đã dần ổn định tất cả các hoạt động và đặc biệt là có sự trang bị cơ sở vật chất khá là đầy đủ so với các trường trên địa bàn. Thì để cùng chia sẻ với đoàn cán bộ quản lý sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương, thì trong buổi hội thảo ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời thầy tiến sĩ Dương Trường Bình, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, sẽ lên báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm cùng với lại đoàn cán bộ quản lý sở giáo dục tỉnh Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa thầy Nguyễn Minh Thiên Hoàng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa các thầy cô, cán bộ quản lý và các thầy cô là lãnh đạo của các phòng giáo dục và các hiệu trưởng của các trường cũng như là lãnh đạo và chuyên viên của phòng giáo dục tiểu học, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương. Thật sự là hôm nay được sự phân công của sở giáo dục và đào tạo và của phòng giáo dục và đào tạo Gò Vấp, thì trường thăm đến đó tôi rất là vinh dự được đoàn cán bộ quản lý của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương về chia sẻ và tham quan cùng với nhà trường. Lần đầu tiên thì thay mặt cho đoàn sư phạm nhà trường, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến toàn bộ các quý vị đại biểu và các đồng chí lãnh đạo có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu, trường giáo dục Lê Đức Thọ của chúng tôi thì được chính thức thành lập theo quyết định 4903 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ngày 22 tháng 6 năm 2015, và có thể nói là từ năm 2015 đến nay, đây là năm học thứ năm nhà trường chính thức đi vào hoạt động. Đây là một cái lộ trình mà trong những bước đi đầu tiên, ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp và sự quan tâm chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo đã định hình và giao trọng trách cho nhà trường trong việc xây dựng mô hình trường tiểu học tiên tiến hội nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, thì trong cái cơ cấu về tổ chức khối lớp của nhà trường chúng tôi trải qua năm học vừa qua, thì các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu sẽ thấy rằng là ngay từ năm học đầu tiên, trong một điều kiện vô cùng khó khăn và số lớp cũng như số học sinh thì trên bàn có thể rất rõ là sự thay đổi rất là liên tục, và đến thời điểm này của năm học 2019-2020 thì nhà trường chúng tôi đã có được 30 lớp và hiện nay là 30 lớp đã sử dụng 30 phòng học. Như vậy là toàn bộ 100% nhà trường chúng tôi là được học theo buổi, trong đó tỷ lệ bán trú là chiếm tỷ lệ là 98%. Như vậy là một cái số lượng là thấy được rằng trong 5 năm qua về cái công tác và phát triển trường lớp thì nhà trường của chúng tôi cũng gặp muôn vàn cái khó khăn trong những giai đoạn đầu, từ khi hình thành sĩ số lớp cũng như là cơ cấu trường lớp rất là ít, và đến thời điểm này thì so với điều lệ của trường tiểu học thì về sĩ số học sinh trên lớp cũng như số lớp trên trường thì trường của chúng tôi đã đảm bảo theo quy định. Và có thể nói thì trong cái thời gian mà trường đi vào hoạt động và hình thành thì có thể các quý vị đại biểu sẽ thấy được là về cơ cấu tổ chức của nhà trường của chúng tôi tính đến thời điểm này là về nhân sự của năm học 2019-2020 chúng tôi có 73 cán bộ giáo viên và nhân viên, trong đó ban giám hiệu chúng tôi có 3 người và về đội ngũ giáo viên chúng tôi có 45 người và đội ngũ nhân viên chúng tôi có 25. Như vậy thì về cái cơ cấu tổ chức nhân sự của nhà trường thì đáp ứng đảm bảo đầy đủ nhân sự cho các hoạt động dạy học giáo dục và chăm sóc trẻ tại trường trong quá trình các con tại trường của chúng tôi suốt cả ngày. Như vậy và như vậy thì về cơ cấu nhân sự đó thì có thể nói là qua quá trình hoạt động chúng tôi cũng sẽ có những thuận lợi và khó khăn cũng như các cái trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trên địa bàn quận Gò Vấp. Thì về thuận lợi mà nhà trường chúng tôi có được đó là ngay từ năm đầu tiên đi vào hoạt động, có thể nói là ngân sách nhà nước đã đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho trường tiểu học Lê Đức Thọ cũng khá là hoàn chỉnh, và có thể nói là đây là công trình từ nguồn ngân sách tiến hành xây dựng trường giáo Lê Đức Thọ.
người mà nhà trường chúng tôi vinh dự được mang tên. Và bên cạnh những thuận lợi về phía lãnh chỉ đạo về đường lối chủ trương cũng như là định hướng cho nhà trường phát triển thì chúng tôi còn gặp được thuận lợi đó là sự tín nhiệm của các bậc phụ huynh và các học sinh đối với đội ngũ nhà trường và các hoạt động của nhà trường trong những năm vừa qua. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn được thuận lợi thứ ba đó là đội ngũ giáo viên của nhà trường chúng tôi thì cơ cấu đủ và đảm bảo đủ về chất và lượng để đảm bảo cho quá trình chúng ta chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt nhất. Và thuận lợi cuối cùng mà chúng tôi xác định được đó chính là các cái mạnh thường quân là các bậc cha mẹ học sinh trong nhà trường. Thì có thể nói rằng trong năm học vừa qua các mạnh thường quân nhà trường đã làm rất tốt công tác xã hội hóa, cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, cho điều kiện học tập, cho sự phát triển toàn diện của con em. Nên là trong quá trình chúng tôi và hoạt động đó thì những cái tình cảm phụ huynh dành cho nhà trường chúng tôi là rất lớn. Và bên cạnh những thuận lợi cơ bản như vậy thì nhà trường chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Về khó khăn thì chúng tôi xác định khó khăn đầu tiên đó là về cơ sở vật chất. Dù rằng là cơ sở vật chất tính đến thời điểm này chúng tôi đã đang dần hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ theo các cái tiêu chuẩn quyết định 336 của Ủy ban nhân thành phố về tiêu chí trường tiên tiến hội nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn xác định là muốn đang được trường tiên tiến hội nhập thì chúng ta điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về chăm sóc giảng dạy và giáo dục trẻ phải đạt được một cái điều kiện tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ trong quá trình sinh hoạt và học tập tại nhà trường. Do đó đây cũng là một khó khăn mà chúng tôi luôn đưa vào trong lộ trình phát triển nhà trường để chúng tôi có những định hướng rõ ràng. Và khó khăn thứ hai nhà trường chúng tôi gặp phải đó là trình độ của đội ngũ giáo viên tiếng Anh và tin học của nhà trường chúng tôi so với các trường khác thì trường tiên tiến hội nhập trình độ của giáo viên tiếng Anh và tin học phải đảm bảo ngoài cái sau này các em lớn lên. Như vậy thì rõ ràng là trong giai đoạn
và được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của phòng giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cũng như sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thì tính đến thời điểm này cơ bản chúng tôi mới có thể là tạm ổn trong 13 trường theo mô hình tiên tiến hòa nhập mà các thầy cô ở đây đều được biết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì có thể nói cái việc đầu tiên mà để xây dựng thành công mô hình trường tiên tiến hòa nhập đó là chúng tôi phải truyền được cái tinh thần và cái nhiệt huyết trong việc phát triển mô hình trường đặc trưng này đến đội ngũ của nhà trường chúng tôi và đến từng cái bậc phụ huynh trong nhà trường. Có thể nói là các thầy cô vào đây chúng ta thấy là trường của chúng tôi trong một mô hình trường hiện nay thì vẫn đang tồn tại song song hai mô hình, là mô hình từ cái năm học 2015-2016 và năm học 2016-17. Hai năm học đầu tiên là trường của chúng tôi chưa bước vào xây dựng trường tiên tiến ngay, do đó là đại đa số các bậc cha mẹ học sinh của nhà trường. Có thể nói một tí
vùng mà học sinh chúng tôi được lựa chọn và khi họ đến cái nhà trường chúng tôi bằng cái tâm và tấm lòng mà họ muốn được đến trường thì trong quá trình hoạt động nhà trường của chúng tôi sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Đó là sự chung tay, đó là sự đồng thuận và đó là sự sẻ chia đồng hành của các bậc phụ huynh. Và về cái việc thứ hai mà nhà trường chúng tôi có được đó là về trình độ của đội ngũ nhà trường chúng tôi. Nhà trường chúng tôi thì về tổng số các bộ giáo viên nhân viên là 73 người, trong đó về trình độ đội ngũ thì nhà trường chúng tôi cũng được ngành cũng như là bản thân nội lực từ nhà trường chúng tôi cũng đã không ngừng học tập nâng cao trình độ. Và đến giờ phút này thì nhà trường của chúng tôi là về cái số lượng các thầy cô đạt trình độ đại học và sau đại học rất là lớn. Ví dụ trình độ sau đại học chúng tôi hiện nay có 4 thầy cô, trong đó có 1 thầy cô là tiến sĩ và 3 thầy cô là thạc sĩ, 1 thầy cô là 2 thầy cô là thạc sĩ chuyên ngành và 1 thầy cô là thạc sĩ quản lý giáo dục. Và số lượng các thầy cô đạt chuẩn đại học cũng như là các thầy cô đang tham gia các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn sau đại học rất nhiều. Hiện nay toàn bộ các bộ những nhà trường chúng tôi có 6 thầy cô đang tham gia lớp quản lý giáo dục, thạc sĩ quản lý giáo dục và 1 thầy cô đang tham gia lớp thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Như vậy thì căn cứ vào cái lực lượng mà chúng tôi có thì có thể nói là lực lượng của trường Tâm Đến Thọ thì nó được ưu thế ở các trường học khác, đó là sự trẻ khỏe và năng động. Nếu như các bậc lãnh đạo như là quý vị đại biểu chúng ta nhìn ngắm nhà trường chúng tôi thì từ cán bộ quản lý nhà trường cho đến toàn bộ giáo viên thì tuổi đời còn rất là trẻ, và chúng tôi về đây thì đa số những điều động của trường Tâm Đến Thọ trong buổi sơ khai và hình thành nhà trường đó là đội ngũ các thầy cô trong tuổi đoàn viên thanh niên nhà trường, do đó là giáo viên học từ các cái trường trên địa bàn quận đều đó về. Do đó tính tới thời điểm hiện nay thì về bộ phận chi đoàn của nhà trường thôi, về tổ chức chi đoàn thì trường chúng tôi có 52 thầy cô là đoàn viên thanh niên trên tổng số 73 cán bộ giáo viên và nhân viên. Như vậy là một lực lượng rất là hùng hồn về sức trẻ trong khối các cái trường tiểu học và cái lực lượng chi đoàn là giáo viên và trên địa bàn quận cũng như là trên địa bàn thành phố thì đó là một sự rất là may mắn. Do đó các quý vị đại biểu và các đồng chí lãnh đạo thấy được ở trường đó là cái sự nỗ lực và cái chung tay của rất nhiều thầy cô. Thật ra những tiết mục văn nghệ mà các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu mà chúng ta thưởng thức ban đầu thực chất đó chỉ là cây nhà lá vườn, bởi vì đây là những cái hoạt động mà bên cạnh cái về đổi về tập trung về chuyên môn thì các hoạt động phong trào và các những bài diễn cho học sinh thì được các thầy cô rất là trân trọng. Như vậy thì đó cũng chính là những đặc điểm nổi bật thứ hai trong quá trình mà chúng tôi đi vào thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập. Và cái điểm thứ ba đó chính là cái chất lượng đào tạo của nhà trường, thì có thể nói là trường của chúng tôi là mô hình trường công, do đó là việc đầu tiên là chúng tôi phải thực hiện theo đúng chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng mà chúng tôi sẽ có một cái chúng tôi tự chủ trong việc mà chúng tôi sắp xếp và bố trí lại để làm sao chúng tôi giảm nhẹ về mặt kiến thức và tăng cường thể lực để cho trẻ phát triển kỹ năng cũng như là vận dụng kiến thức vào thực tế nhiều hơn. Như vậy thì đó là cái điểm cực của nhà trường chúng tôi trong cái việc là thực hiện cái khung chương trình song song vừa là đào tạo chương trình của bộ và vừa tập trung cho những hoạt động trọng tâm, đó chính là chương trình ngoại ngữ, chương trình tin học và các hoạt động chúng ta gọi hơn hay là ngoại khóa hay là hoạt động trải nghiệm. Như vậy thì các thầy cô sẽ thấy được rằng là về hoạt động ngoại ngữ thì trường của chúng tôi 100% trẻ đều học chương trình có hai loại chương trình ngoại ngữ ở nhà trường chúng tôi. Tính tới thời điểm này đó là chương trình ngoại ngữ tiếng Anh tăng cường và chương trình ngoại ngữ tiếng Anh tích hợp. Có lẽ là hai ngôn ngữ này thì nó xa lạ đối với một số các thầy cô. Chương trình tiếng Anh tăng cường và chương trình tiếng Anh tích hợp thì một tuần các con sẽ được học 8 tiếng tiếng Anh một tuần, và đối với chương trình tiếng Anh tăng cường ở nhà trường chúng tôi thì trong 8 tiết đó các con sẽ học từ 2 đến 4 tiết đối với giáo viên bản ngữ, và đối với những lớp mà học 4 tiết thì ngoài 2 tiết nên các con sẽ được làm quen với toán và khoa học thông qua việc giảng dạy 20 ngày bằng tiếng Anh. Và đối với chương trình tiếng Anh tích hợp thì các con cũng học 8 tiết một tuần hoàn toàn với giáo viên bản ngữ, và các con sẽ học theo khung chương trình đào tạo của bên công ty TNG được kiểm định của quốc tế. Như vậy thì với hai cái mô hình tiếng Anh như vậy thì có thể nói là 100% học sinh của nhà trường đều được đẩy mạnh rất lớn về cái việc là học ngoại ngữ. Cho đó là ở góc độ nhà trường chúng tôi cũng đầu tư cho việc học ngoại ngữ này rất nhiều. Ví dụ như chúng tôi có một phòng để nghe nhìn, một phòng để cho các con học toán và thực nghiệm, và tất cả các cái lớp mà các con học chương trình ngoại ngữ này thì đều có các bạn tương tác và đều có cái công nghệ học để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
Các vị đại biểu cũng thứ lỗi ạ, bị trục trặc một tí về điện ạ. Như vậy thì bên cạnh cái việc mà chúng tôi đẩy mạnh về chương trình dạy thì hàng năm theo đúng lộ trình chúng tôi phải tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế cho các em học sinh. Chúng tôi đối với học sinh khối lớp 2 của nhà trường là chúng tôi đã cho các em quen dần với kỳ thi chứng chỉ của Đại học Cambridge, đó là chúng tôi cho các con thi chứng chỉ starter và chúng tôi đẩy dần và nâng dần để lên dần đến lớp 5 thì các con có thể đạt được cái chứng chỉ Lyer để các con có thể bước vào các chương trình tiếng Anh nối tiếp của bậc trung học cơ sở. Và tương tự đối với tiếng Anh tích hợp thì các con sẽ được tạo điều kiện thi chứng chỉ quốc tế theo đúng cái chương trình của Anh Quốc. Như vậy thì có thể nói là về cái chương trình ngoại ngữ thì chúng tôi cũng đã sắp xếp một cái lộ trình rất là rõ ràng. Và bên cạnh cái chương trình ngoại ngữ thì về chương trình tinh học, nhà trường của chúng tôi cũng thực hiện việc dạy theo cái giáo trình tinh học đáp ứng chuẩn quốc tế. Và có thể nói là về tinh học hiện nay thì chuẩn của kỳ thi quốc tế đó là các con sẽ thi ba cái cấp độ của kỳ thi AC3 Pass dành cho học sinh tiểu học. Và như vậy thì lộ trình các con cũng sẽ được thi ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Và nhà trường của chúng tôi sẽ thực hiện cuốn chiếu ngay từ năm học lớp 2 để chúng tôi có thể là giúp cho những em mà chúng ta chưa có được đầy đủ năng lực có thể có thêm một thời gian để rèn luyện và phấn đấu. Và bên cạnh cái chương trình ngoại ngữ và tin học thì nhà trường chúng tôi đối với chương trình tin học, nhà trường của chúng tôi đầu tư 2 phòng máy từ ngân sách nhà nước để có thể phục vụ cho việc là cho 100% học sinh được học tin học trên thực hành trên máy và mỗi em cầm một máy. Và bên cạnh 2 cái chương trình về ngoại ngữ và tin học đó là cam kết về chất lượng đầu ra thì có thể nói là về cái chương trình hoạt động trải nghiệm đã được nhà trường chúng tôi chú ý ngay từ năm học đầu tiên, nghĩa là chúng tôi đã đưa cái chương trình giáo dục kỹ năng sống vào cho các con trong giờ học chính khóa và các con được học theo một cái khung chương trình được thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó là học sinh của chúng tôi bên cạnh cái việc học thì việc phát triển kỹ năng các con sẽ được rất chú trọng. Và ngoài cái việc mà chúng tôi đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống thì trong quá trình chúng tôi hoạt động thì hàng tháng cũng như là theo định kỳ chúng tôi đều có tổ chức cho học sinh những ngày hội và những hoạt động để các con trải nghiệm. Ví dụ như trong kế hoạch năm học của nhà trường chúng tôi, hàng tháng chúng tôi đều xây dựng một cái chủ đề để cho các con trải nghiệm. Ví dụ như là trải nghiệm qua phiên chợ rau sạch, trải nghiệm qua các hoạt động bữa cơm gia đình yêu thương, trải nghiệm qua cái việc là làm nước giải khát cho gia đình, trải qua các hoạt động ví dụ là các sản phẩm bằng tay, hoặc là các con có thể trải qua hoạt động nghĩa là kỹ năng tự phục vụ, câu lạc bộ khoa học vui hay là câu lạc bộ robotics. Như vậy thì rất nhiều các cái hoạt động đó khi được đưa vào thì các con được phát triển rất là tốt. Và kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, bên cạnh những cái hoạt động đó thì nói trên giấy thì các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu sẽ rất khó hình dung. Do đó trong một tí trong quá trình mà các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu tham quan tại các lớp, chúng ta sẽ trải nghiệm rõ hơn là các con sẽ được có những cái hoạt động gì và cái điều kiện học tập và sinh hoạt của các con ra sao. Và cuối cùng tôi muốn trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo quý vị đại biểu đó chính là điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Có thể nói tính đến giờ phút này thì các điều kiện để phục vụ cho việc dạy học và chăm sóc trẻ ở nhà trường chúng tôi đã đảm bảo cơ bản hoàn thành. Và nhà trường chúng tôi đã đảm bảo được 3 tiêu chí: ăn riêng, học riêng và ngủ riêng. Đó là tiêu chí của cái trường mà chúng ta gọi nôm na là trường đảm bảo chất lượng cao, nghĩa là chúng ta sẽ sắp xếp trong điều kiện cơ sở vật chất có được để đảm bảo 3 cái tiêu chí riêng biệt giúp cho trẻ thuận lợi nhất. Và trong các cái điều kiện dạy học cho trẻ thì chúng ta chú ý rất nhiều về các cái trang thiết bị, điều kiện để cho giáo viên làm việc và điều kiện để cho học sinh học tập. Và bên cạnh đó thì không thể kể đến các khối công trình để phát triển toàn diện cho các con. Một tí các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sẽ được tham quan rất nhiều các phần công trình, ví dụ như là phòng đọc, ví dụ như là thư viện ngoài trời, ví dụ như là hồ bơi, khu vui chơi, vườn sinh vật, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng học robot, bó tiếp và các cái phòng khác của các con. Thì phụ huynh sẽ cảm nhận được thấy là để được cái trường mà đảm bảo được cái nguồn thu cao hơn so với các trường còn lại thì chúng tôi phải xây dựng lộ trình và cái việc đào tạo cũng như là cái hướng đi của chúng tôi trong những năm qua vừa chặt nhưng phải vừa chắc để đảm bảo là phụ huynh khi người ta bỏ tiền mà cao hơn các trường còn lại thì người ta cảm thấy đồng tiền của người ta là xứng đáng và người ta có niềm tin cũng như là cái
cái tâm đối với nhà trường, thì lúc đó tự khắc đội ngũ nhà trường chúng tôi, tự khắc nhà trường chúng tôi sẽ đạt được nhiều cái điều mà chúng tôi mong đợi hơn. Như vậy thì kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, trong một cái thời gian cho phép không thể nói dài được, bởi vì là cái phần để các cái đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu chúng ta tham quan thực tế nó được rõ hơn, thì sau đây tôi xin phép được ngưng lại cái phần trình bày của mình, và thay mặt cho đội ngũ nhà trường thì cũng xin cáo lỗi hôm nay là vì điện nó bị trục trặc một tí, thì cũng mong các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu thông cảm, và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu luôn được mạnh khỏe, luôn được an lành, may mắn, hạnh phúc và thành công trong tất cả mọi lĩnh vực công việc và cuộc sống của tất cả các đồng chí ạ. Xin xin chân thành cảm ơn ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, như vậy là trong một thời gian rất ngắn, nhưng thầy hiệu trưởng tiến sĩ Dương Trần Bình đã chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là báo cáo sơ qua những cái nét cơ bản về nhà trường. Tuy nhiên nói thì như vậy thôi, nhưng mà đi vào thực tế trải nghiệm thì các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn, đúng không ạ? Vâng, để thay đổi không khí của buổi hội thảo ngày hôm nay thì cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu chúng ta cùng đi tham quan một vòng nhà trường để chúng ta có cái sự cảm nhận rất